chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và từng thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, cảnh sát Toronto xử lý hơn 350 vụ tụ tập đông người trong tuần lễ thứ hai. Tin thứ hai, Thủ tướng Canada lùi việc đóng cửa biên giới sau quảng cáo gây tranh cãi. Thứ ba, tin thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản vùng GTA đang hạ nhiệt. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, cảnh sát Toronto xử lý hơn 350 vụ tụ tập đông người trong tuần lễ thứ hai. Cảnh sát Toronto có 16 đội đã được tập trung vào các sự kiện lớn ngoài trời, cũng như các cá nhân tham dự các sự kiện trong nhà, như nhà cho thuê ngắn hạn, các quán bar và nhà hàng đã đóng cửa. Các nhân viên đã phản ứng với 296 sự vi phạm trong tuần trước và có 338 vi phạm trật tự y tế công cộng, cũng như 16 cáo buộc về hình sự, tăng hơn 100 giấy phạt so với tuần trước đó. Bất kỳ ai nghĩ đến việc tham gia một buổi tụ tập, xin đừng mạo hiểm. Bạn đang đặt sức khỏe của bản thân và những người khác vào tình trạng nguy hiểm, và bạn cũng có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt $750. Vào tháng 4, cảnh sát thông báo các sĩ quan Toronto sẽ được triển khai trong 16 nhóm để thực thi các lệnh của tỉnh bang. Tin thứ hai, Thủ tướng Canada lùi việc đóng cửa biên giới sau quảng cáo gây tranh cãi. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau cho biết Ottawa sẵn sàng làm việc với tỉnh bang Ontario để hạn chế hơn nữa số lượng người được phép vào tỉnh bang. Nhưng ông lưu ý rằng chưa nghe thủ hiến tỉnh bang Ontario, ông Ford, về vấn đề này kể từ khi tỉnh bang yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới đất liền vào tuần trước đó. Ông nói, nếu chính phủ Ontario muốn làm nhiều hơn nữa để hạn chế lượng người đến tỉnh bang Ontario, chúng tôi rất sẵn lòng làm việc với họ về vấn đề đó. Nhưng các bạn biết đấy, đã một tuần lễ kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu trực tiếp từ người đứng đầu, họ đã không tiếp tục, ngoại trừ các cuộc tấn công cá nhân, điều này không có ý nghĩa và nói thẳng ra sẽ không giúp ích cho người dân tỉnh bang Ontario. Ông Trudeau cho biết, ông đã đề nghị áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với lao động người nước ngoài tạm thời và công nhân ngành nông nghiệp, đối với các trường hợp ngoại lệ từ thiện và sinh viên quốc tế. Lưu ý rằng tỉnh bang đã chấp thuận cho 30.000 sinh viên quốc tế đến tỉnh bang trong tháng trước. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản vùng GTA đang hạ nhiệt. Có những dấu hiệu cho thấy thị trường nhà ở của khu vực đại đô thị Toronto đang hạ nhiệt. Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì đó chỉ là dấu hiệu tạm thời mà thôi. Theo số liệu từ Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto cho thấy, có 13.663 doanh số bán ra trong khu vực GTA trong tháng 4, giảm 12.7% so với một tháng trước đó và cao hơn 36.6% so với chu kỳ trung bình 10 năm. Với 10.000 đơn vị giao dịch trong tháng từ năm 2010 đến năm 2019, không có gì đáng ngạc nhiên khi số lượng bán ra trong tháng cao hơn gấp 4 lần so với tháng 4 năm 2020, tháng đầu tiên xảy ra các đợt bùng phát hoạt động do đại dịch COVID-19 gây ra. Các danh sách mới đã giảm 8.4% xuống còn 20.825 vào tháng 4 so với tháng 3. Nhưng chúng nhiều gấp 3 lần số lượng danh sách mới một năm trước đó. Chủ tịch của Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto cho biết trong một tuyên bố gần đây, thật là hợp lý khi chúng tôi đã có sự sụt giảm trong hoạt động thị trường so với tháng 3. Chúng tôi đã trải qua một tốc độ bán nhà kinh khủng kể từ mùa hè năm 2020, trong khi ít thấy được sự gia tăng dân số. Nhu cầu người mua trong khu vực GTA giảm dần sau nhiều tháng. Danh số bán sẽ tăng trưởng bền vững thì luôn đòi hỏi dân số phải tăng trưởng bền vững. Nhà phân tích thị trường của Hội đồng Bất động sản khu vực Toronto cho biết rằng, bất chấp sự hạ nhiệt đáng chú ý của thị trường nhà ở, giá bán trung bình của một ngôi nhà trong khu vực GTA vẫn tương đối giống nhau so với tháng trước đó, ở mức
1.090.992 đô la so với 1.097.567 đô la trong tháng 3. Chi phí vay thế chấp trong thời gian COVID-19 rõ ràng đã có tác động đến nhu cầu và giá cả của nhà ở, trong khi tốc độ tăng giá có thể vừa phải trong những tháng tới đây. Giá nhà nhiều khả năng sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng. Sự gia tăng dân số trong năm tới cùng với tình trạng thiếu hàng tồn kho liên tục sẽ tạo ra cơ sở cho việc gia tăng giá nhà. Canada được cho là sẽ giải quyết 401.000 người nhập cư trong năm nay. Điều này có vẻ khó xảy ra vì đại dịch đang diễn ra. Tuy nhiên, dựa trên kế hoạch của Canada để chào đón 1.2 triệu người Canada mới đến năm 2023, 60% trong số họ sẽ thuộc tầng lớp kinh tế, bao gồm di dân có tay nghề, nhà đầu tư, doanh nhân, thị trường nhà ở của vùng Di Tây chắc chắn sẽ tăng trở lại sớm. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà kinh đô. Vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm tại số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà của team Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách về hơi hồng cho team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.